Em Thảo Hoa Lan, mến chào tất cả các quý khách hàng thân yêu của nhà Lan Dương Chu Thảo. Buổi sáng ngày hôm nay, ngày 29 tháng 5 năm 2019, em Thảo xin kính chúc cả nhà mình có một buổi sáng vui vẻ, hạnh phúc, bình an ạ. Em là Thảo, em ở trên thành phố Lạng Sơn. Anh chị em kết nối với em Thảo theo hai số điện thoại 0848 626 228 0965 495 087 là hai số điện thoại của em Thảo, cô chú anh chị có thể liên lạc ạ. Và ngày hôm nay do gia đình em về rất nhiều hàng nên là khả năng là cuộc gọi bị nghẽn. Nếu mà anh chị không liên lạc được với em Thảo thì hãy nhắn tin cho em nhé. Em sẽ check nhanh hơn để cuộc gọi chúng ta không bị gián đoạn đúng không ạ? Và bây giờ thì em sẽ giới thiệu đến cả nhà về từng mặt hàng luôn ạ. Buổi sáng ngày hôm nay gia đình em vừa mới về thêm này. Cả nhà nhìn thấy không ạ? Rất là tươi, phi điệp vàng, hàng rất là xinh xắn, đáng yêu đúng không ạ? Đây chính là cận cảnh của cây phi điệp vàng của gia đình em này. Cây dài khoảng từ 40 cho đến 70 cm, có cây thì dài hơn một chút. Em bán với giá là 150 một cân. Đó, 150 một cân ạ. Cả nhà có nhìn thấy là hàng rất là tươi đúng không ạ? Và cái dòng phi điệp vàng này là khi mà em gửi cho cô chú anh chị thì có khả năng là sẽ bị mất nước, nó sẽ hơi bị vàng lá nhé. Nhưng mà chúng ta trồng thì nó cũng sẽ bị vàng lá mà, nên là không sao cả. Đó, em bán là 150 một cân. Và đây là mặt bông của phi điệp vàng đấy ạ. Đó, đây là hình ảnh em lấy ở trên mạng, có một cô thiếu nữ chụp với giò phi điệp vàng rất là xinh đúng không ạ? Đó, mặt bông của nó thì từng chùm rũ xuống rất là đẹp ạ. Đó, cả nhà đang nhìn thấy đây ạ. Đó, hoa của nó có hai đôi mắt ra rất là xinh đúng không ạ? Mắt đen đúng không ạ? Đó, nếu mà ở gần thì anh chị em có thể là nhìn rõ hơn, xinh hơn, hoặc là cô chú anh chị có thể lưu Google để search đây. Cả nhà nhìn thấy có hai cái đôi mắt rất là đẹp đúng không ạ? Và em có một lô giáng hương tam bảo sắc ạ. Cái lô này nó sẽ hơi bị mất nước, phù hợp với anh chị em nào để làm vườn thôi ạ. Em sẽ thanh lý nhá. Em thanh lý giá cực kỳ là mềm luôn ạ. Em thanh lý là 120.000 một cân nhá. Đó, lỗ vốn luôn đấy ạ. Tại vì là nó hơi bị mất nước, mà cái dòng này thì cái dòng phục hồi rất là nhanh, nên là cả nhà yên tâm là khi chúng ta ghép ấy, ta chỉ cần giữ chắc lên cây là cây nó sẽ sinh sôi nảy nở đấy ạ. Cả lô này 5 cân em bán là 600.000. Đó, 5 cân 600.000 nhá. Đây, tình trạng cây nó hơi bị mất nước này. Đó, năm cân 600.000. Hoàng thảo kiều vuông hoa trắng họng vàng là một trong những cái dòng hoa được rất nhiều anh chị em yêu thích đúng không ạ? Gia đình em ngày hôm nay vừa mới về buổi gần trưa rồi đúng không ạ? Nhưng mà vẫn được rất nhiều anh chị em yêu thích. Và gia đình em ngày hôm nay lại về bổ sung là gồm có 20 cân hoa trắng họng vàng này. Em sẽ cho cả nhà xem mặt bông của kiều vuông ạ. Đây là mặt bông của hoàng thảo kiều vuông ạ. Kiều vuông thân lùn của gia đình em bán là 270.000 một cân ạ. 270.000 một cân, số lượng là có gần 20 cân. Đó. Tiếp theo một cái dòng hoa em đang cho cả nhà xem đây ạ, nhầm. Đó, đây. Đó. Cả nhà có biết gì không ạ? Đó chính là long tu đà tím. Đây cả nhà có nhìn thấy không ạ? Hàng của gia đình em đã cắt tỉa gọn gàng, sạch sẽ, xinh xắn, dài khoảng tầm 15 cho đến 20-30 cm. Đó, em bán giá là 200.000 một cân long tu đà tím nhé cả nhà nhé. 200.000 một cân long tu đà tím ạ. Và tiếp theo đây ạ, đây chính là hoàng thảo ý ngọc. Tình trạng của cây như cả nhà đang nhìn đây ạ, đã có thân tơ này. Đó, thân tơ là xanh lét luôn đúng không ạ? Giống như nếu mà đây là thân của phi điệp là giá trị lắm rồi đấy ạ. Nhưng mà đây là ý ngọc này, đó. Đây là cái mặt bông của hoàng thảo ý ngọc này. Ý ngọc ngày hôm nay em bán giá chỉ có 270.000 một cân thôi ạ. Số lượng em có khoảng tầm 6 cân thôi nhá. Đó, hàng thì em cũng không có nhiều đâu ạ. Đây là hàng của Tây Bắc. Người ta gọi cái dòng hoa này là nàng công chúa ngọc ngà, bởi vì cái mặt bông của nó cả nhà nhìn thấy đúng không ạ? Rất là thuần khiết, rất là xinh xắn, đáng yêu đúng không ạ? Và tiếp theo đây ạ, đây em có những cái bó đây là hoàng long vĩ này. Đó, hoàng long vĩ em bán một cân là 150.000. Đó, 150.000 một cân hoàng long vĩ ạ. Hoa của nó màu vàng, lưỡi của nó tua tua rất là đẹp. Và đặc biệt là được rất nhiều anh chị em cùng sưu tầm được không ạ? Em có khoảng tầm 2 cân thôi, em bán là 150 một cân. Và duy nhất ngày hôm nay em sẽ bán đối với thạch hộc tía này, em bán chỉ có giá rất mềm luôn.
Đó là em bán là 290.000 một cân này. Đó, đây cả nhà đang nhìn thấy là cây nụ to này, có cây đã có bông rồi và cây dài khoảng từ 15 cho đến 30 phân. Đó đây ạ. Tình trạng của cây là cây cũng đang bật mầm gốc rất là khỏe rồi. Đó. Và thạch hộc tía thì trong cổ thư Đông y của Trung Quốc đấy ạ, thì cách đây khoảng hơn 1.000 năm thì cái dòng hoa thạch hộc tía này được xếp vào 9 loại tiên dược, trong đó thạch hộc tía là đứng đầu tiên trong cái vấn đề bảo vệ sức khỏe, làm thuốc trong Đông y đúng không ạ? Và cái dòng hoa này có 3 mặt giá trị, đó chính là làm thuốc này, thứ hai nữa đó chính là hoa lan rất là xinh này, thứ ba nữa là làm thức ăn. Và công dụng của nó thì rất là tuyệt vời, và để cụ thể như thế nào thì anh chị em có thể là lên Google để search hoặc là để tham khảo qua các thầy thuốc lang y đúng không ạ? Đó. Đây, hàng của nó có thân tím này, có thân trắng này, lẫn lộn lại với nhau. Đó. Và cây nó ra hoa nó sẽ có cây nó bị vàng lá thì không sao hết nhá. Đó, cây nào nó bị rụng lá rồi mà cho hoa mà. Đó. Em bán ngày hôm nay chỉ có 290.000. Ngày hôm nay ạ. Đó. Hiện tại thì em còn có một dê đùi gà trắng này, đùi gà năm cánh trắng của gia đình em. Nếu mà anh chị em mà đã từng sưu tầm với dòng đùi gà trắng này thì biết đúng không ạ? Nhà em bán rất là chạy và bán cực kỳ là mềm. Nếu mà so sánh giá thì là giá của gia đình em là mềm nhất trong tất cả các kênh rồi đấy ạ. Đó, em bán là 200.000 được 3 thân. Đó, em sẽ tách từ cây này ra này, em sẽ tách từ cái dê này ra. Đó. 200.000 được 3 thân. Đó, nếu mà tính theo cân thì em sẽ bán là 3 triệu một cân. Đó. Đùi gà năm cánh trắng. Đây là mặt bông của nó này. Hoa nở rất là bền. To, thơm và rất là bền nữa ạ. Em bán với giá là 200.000 được 3 thân nhá. Tiếp theo đây ạ, đây chính là kiều mỡ gà này. Kiều mỡ gà hàng ngày hôm nay về thân cũng cực kỳ là vừa đúng không ạ? Rất là thích hợp cho chúng ta trồng vào cây hoặc là ghép vào gỗ đều đẹp đấy ạ. Ghép vào giỏ cũng rất là xinh. Đó. Kiều mỡ gà em bán ngày hôm nay là 270.000 một cân ạ. Kiều mỡ gà nhé cả nhà nhé. Kiều mỡ gà với lại kiều vuông hoa trắng là bằng tiền nhau đấy ạ. Đó. Và bên dưới này đây ạ, đây chính là hoàng thảo. Hoàng thảo kiều vàng là một trong những cái dòng hoa cũng được rất nhiều anh chị em yêu thích ạ. Em bán giá là 200.000 một cân. Em sẽ cho cả nhà xem mặt bông của hoàng thảo kiều vàng. Hoa màu vàng, từng chùm rũ xuống rất là đẹp ạ. Hoa nở vào tháng 3 cho đến tháng 5 dương lịch đây. Đó. Đẹp không ạ? Rất là xinh và dễ thương đúng không ạ? Em bán 200.000 một cân hoàng thảo kiều vàng ạ. Và tiếp theo đây, đây chính là sơn thủy tiên. Là một trong những cái dòng hoa được rất nhiều anh chị em yêu thích ạ. Em bán là 250.000 một cân. Sơn thủy tiên, hàng rất là tươi, mới, vừa mới về đây này. Đó. Và cái cây của nó thì ra hoa vào từ tháng 2 cho đến tháng 3 dương lịch. Nên là cái cây của nó khi mà nó vừa mới cho bông xong như thế này thì đã được một thời gian và cây nó cũng phục hồi. Và cái dòng sơn thủy tiên là một cái dòng rất là mát tính, cực kỳ là mát tính luôn đấy ạ. Em bán với giá là 250.000 một cân ạ, sơn thủy tiên nhá. Đó, rất là đẹp đúng không ạ? Và đây chính là người em ruột thịt của sơn thủy tiên ạ, em bán với giá là 150.000 một cân, hoàng lạp ạ, hoàng thảo hoàng lạp. Đó, em bán 150.000 một cân này. Và em có một lô ngọc thạch này em thanh lý nhá. Cả lô ngọc thạch này em bán 300.000 này. Cả lô ngọc thạch này, ngọc thạch ba màu nhá, em bán là 300.000 cả lô này. Có khả năng là được 2 cân đấy ạ, khoảng 2 hoặc là 3 4 cân đó. Nói chung là đây cũng khá là nhiều này. Đó. Tình trạng của cây đó chính là cây bị mất nước chứ không có vấn đề gì đâu ạ. Đó, bị mất nước chúng ta mua về chúng ta ngâm nước vôi trong hoặc là B1 hoặc là kích rễ khoảng tầm 30 cho đến 1 tiếng để ráo rồi chúng ta ghép luôn ạ. Và đây là ngọc thạch ba màu cũng vừa mới về hàng. Em bán là 200.000 một cân ngọc thạch ba màu ạ. Đấy, tình trạng của cây là cây đang có rất nhiều thân tơ mầm gốc này, cây quan hoa của nó này. Bên trong họng của nó màu trắng này, màu vàng này, ở ngoài là phớt cẩm hồng và ở bên trong là trắng đúng không ạ? Đó. Em bán là 200.000 một cân ngọc thạch ba màu ạ. Và hoàng thảo đơn cam này, đó ngày hôm nay em lại bó ra hoàng thảo đơn cam cả 4 cái này. Đó, cả 4 này thì chắc là khoảng tầm 1 cân đấy. 1 cân là em bán là 500.000 một cân. Đó. Em thanh lý nhá, em thanh lý chỉ còn có 500.000 một cân thôi ạ.
hoàng thảo đơn cam. Đó, nhà em đã cắt tỉa gọn gàng sạch sẽ. Và đây là hàng để làm giống. Hôm nay em thanh lý chỉ còn có 500 nghìn một cân thôi. Anh chị em nào mà giá chắc chắn là sẽ rẻ hơn rất rất nhiều so với các shop khác. Bởi vì ngày hôm nay em thanh lý ạ. Đó, em thanh lý sạch luôn. Và đây là bó nghệ tâm này. Bó nghệ tâm này bán 50 nghìn này. Phần nhất điểm hoàng này. Đó, nhất điểm hoàng này em bán 50 nghìn. Phần nhất điểm hoàng. Đó, đây là kiểu vàng vẫn còn rất đẹp này. Cả phần tóc tiên này chắc khoảng tầm 2 cân rưỡi. Em thanh lý là 200 rưỡi này. Đó. Và bên này đây ạ, có khoảng tầm 2 cân ý thảo 3 màu. So với cái hàng khác thì ý thảo 3 màu cái thân của nó đen luôn. Rất là đen ạ. Đó, em bán với giá là 250 nghìn một cân thôi ạ. Chỉ còn có 2 cân thôi. Và ở bên trong này đây ạ, đây chính là một cái loài hoa màu vàng có đôi mắt rất là xinh màu đen. Đó chính là, đây chính là hoàng thảo long nhãn này. Hoàng thảo long nhãn em bán giá ngày hôm nay giảm giá xuống còn có 130.000 một cân ạ. Hoàng thảo long nhãn nhá. Và đây ạ, đây chính là hạc Vĩ Bắc, nhưng mà em chỉ còn có 12 cân thì em đã bán đi được 10 cân rồi. Nên là em sẽ ở chỗ này em còn có kho có khoảng tầm 2 cân đó. Em bán 300.000 một cân thân nó này. Ôi cái phần này thân to lắm. Thân to rất là khỏe luôn, có 2 dề nhá. Đó. Cả lô này, cả 2 dề này nhá, em lấy ra ngoài. 300.000 một cân nhá. Em định bán theo lô nhưng mà thôi em bán theo cân là em còn có 2 cân thôi. Đó, đây là hạc Vĩ Bắc này. Đó, em đã có khách đặt đi 10 cân rồi. Toàn khách lẻ đặt trước thôi ạ. Và đây ạ, đây chính là kim điệp xuân. Ngày hôm nay em bán là 170.000 một cân. Hoa của nó cực kỳ lá xinh, màu vàng đúng không ạ? Màu vàng và hoa nở vào mùa xuân. Và cái dòng hoa này cực kỳ lá mát tính ạ. Gia đình em bấm lên là nó sống luôn. Nó cứ bấm lên là nó sống luôn ạ. Cứ ghép đây là nó bật rất là nhanh, rất là khỏe. Và cái dòng hoa này thì cây nó vừa mới cho hoa xong ấy, nên là những cái thân già nó bị héo héo một chút. Và chúng ta không cắt đâu nhá, khi nào nó bị thối hoặc là nó bị quắt lại, nó không còn có một cái gì sức sống nữa thì chúng ta mới cắt thôi ạ. Đó, về kim điệp xuân là em bán là 170.000 một cân. Đó, 170.000 một cân. Và đây là một ít kiều tím của gia đình em này. Đây, cả lô kiều tím này. Cả lô kiều tím này em bán là 400.000. Đó, gồm có 1 cân rưỡi nhá. 400.000, 1 cân rưỡi cơ. Đó. Và đây ạ, đây chính là ngày hôm nay em thanh lý nhá. Hàng ngày hôm nay về dân người ta đây. Đây ạ, dân người ta khai thác. Đó, người ta không giữ được nên nó hơi bị mất nước một chút. Đó, cái dòng hoa này thì hôm nay em thanh lý nhá. Em thanh lý chỉ cần có 170.000 một cân thôi. Anh chị em nào mà ghép nhiều, ghép vườn ấy thì có thể là mua với giá mua nhiều thì giá sẽ mềm hơn đấy ạ. Đó, hàng này. Hàng nó bị mất nước. Và vì nó là bị là cái dòng dáng hương ấy nên nó bị mất nước là chuyện bình thường ạ. Đó, và cái dòng này cực kỳ là khỏe luôn. Rất là khỏe và được rất rất nhiều anh chị em yêu thích. Đó. Đây là phi điệp vàng này. Ngày mai em Thảo sẽ về phi điệp vàng. Số lượng là 50 cân luôn. Phi điệp vàng ấy. Đó, em sẽ bán là 150.000 một cân thôi. Phi điệp vàng nhá. Ngày mai mới về cơ ạ. Đây ạ, đây chính là vỏ thông của gia đình em này. Từng túi như này em bán là 50.000 một túi. Đây. Đây ạ. Vỏ thông này. Vỏ thông dày này được xử lý bằng công nghệ vi sinh M này, đó. Tự nhiên này, đó, cả nhà có nhìn thấy không ạ? Dùng trồng lan này, thủy canh các kiểu. Đấy. Em bán là 50.000 một gói. Và em có 4 phần hoàng thảo Trần Tuấn. Hàng cũng đã bật mầm gốc rất là khỏe. Em bán là 200.000 một phần. Hàng sưu tầm ạ, 200.000 một phần nhé. Em có 4 phần. Đó, em không biết là bán kiểu gì cho anh chị em được, nên em chia ra thành từng phần nhé. Em bán 200.000 một phần. Có 4 phần như hình cả nhà đang xem. Và tiếp theo đây chính là phân trì này. Phân trì, phân tán chậm của Nhật này. Đó, đây. Hàng là hàng tốt nhất cho thị trường luôn đấy ạ. Em bán là 140.000. Hạt to như này là em dùng để cho dòng dáng hương nhá, cho nó sẽ đạt hiệu quả hơn. Còn hàng phân nhỏ ở bên này nó đều bằng tiền nhau thôi ạ. Thì em bán cho dòng hoàng thảo. Đó, ví dụ như đây là cáo nè, cẩm báo, hoặc là một số mặt hàng khác. Còn ở bên này là phi điệp nè, hạc vĩ các kiểu đó. Và đây là super thai này. Đó, chống sâu, super thai kích thích tăng trưởng cho cây này. Đó, nó không khác gì giống như là chúng ta tưới phân cao cấp cho cây đó, để cây phát triển mạnh hơn này. Đó, em bán là 100.000 một lọ này. Và đây ạ, đây chính là đặc trị vi khuẩn
phòng chống chống thối nhũ này, đặc trị nấm này. Đó, em bán với giá là 35.000 một cái này. 35.000 một gói. Nếu mà bị nấm mà diện rộng rồi ấy, thì mà nó nhiều ấy, thì chúng ta rắc trực tiếp lên được, còn không chúng ta phòng chống thối nhũ thì chúng ta có thể là pha với khoảng 16 đến 20 lít nước trên một gói này. Và nếu mà chúng ta để phòng chống diệt khuẩn bình thường thôi, sát khuẩn và phòng chống thối nhũn bình thường thôi, chúng ta phải sử dụng nano bạc này để thay thế. Nano bạc này thì nó không có hại cho sức khỏe nên là được rất nhiều anh chị em yêu chuộng nhá. Em bán 50.000 một lọ nano bạc như thế này. Đó, một lọ nhá. Đó. Và đây là kích rễ của Mỹ Riot này. À, riêng đối với dòng kích rễ thì em Thảo có hai loại như thế này. Đây, bên này là kích rễ đài là 80.000, còn bên này là kích rễ của Mỹ là 50.000. Đó, và B1 này. Đó, B1 cái lọ to như này, em hiện tại em còn có 3 lọ thôi. Em bán là cái lọ này là 500ml là 140.000 nhá. Đó. 140.000 này. Và anh chị em có trồng cây mà đặt chậu ấy thì có thể mua cái bã sen này về để bẫy sen. Đó, không thì bị các con sen ăn phải ngọn ấy, nó rất là tiếc. Đó. 35.000 một lọ bã sen này. Đấy. Artichoke khi mà chúng ta mới mua hoa lan về hoặc là bây giờ ấy, trời mưa trời nắng như này rất thất thường ấy, thì chúng ta có thể phun artichoke này để cho cây của nó không bị sốc so với thời tiết này, hoặc là chúng ta mới mua hoa lan về chúng ta cũng có thể là nhỏ 1 đến 2 giọt xuống cùng cái bọn B1 hoặc là kích rễ hoặc là nước vôi trong ấy để cho nó chống sốc cho cây này. Đó. Và ở bên trong này đây có cả keo liền sẹo, keo liền da nữa này. Em bán là 45.000 một cây, một keo liền sẹo. Và đây là chồn bạch tuyết của gia đình em còn có một cây duy nhất, em bán là 150 này. Đó, chồn bạch tuyết nhá. 150 một cây. Và đây là em sẽ bán là ba cốc trầm như hình em đang quay này đây với giá là 500.000. Đó, mặt bông rất là đẹp đúng không ạ? Có cả bông nhạt hơn, bông đậm hơn, rất là đẹp, đáng yêu đúng không ạ? Ba cốc trầm này em bán là 500.000. Đó, ba cốc trầm 500.000. Đó. Đây, tình trạng là bật mầm gốc rất khỏe, xanh lét là lẹt luôn này. Đó, xinh tươi quá là xinh luôn. Đó. Đây là hạc vĩ thiên cung lữ bố này, hoa đậm rất là xinh, em cho cả nhà xem mặt bông luôn nhá. Đây là mỗi một chậu rơi khoảng tầm 4 cho đến này. Nếu mà tính nhá. Nhìn thế này, em thử nào. 1 này, 2 3 4 5 6 7. Wow, nhiều quá. Cực kỳ nhiều luôn. Đấy. Mỗi một chậu từ 4 thân trở lên đấy, đây này. Nhiều không? Đấy, hoa màu vàng đậm rất là đẹp luôn ấy. À màu để em cho cả nhà xem luôn nhá. Rồi nói nhiều ở Thành nói lắc quá. Đợi em một chút xíu, em đang lướt Zalo của em Thảo. Anh chị em nào mà chưa có Zalo của em thì hãy kết bạn với em Thảo nhá. Đây. Đây này, xinh không ạ? Wow, đẹp quá là đẹp luôn. Đấy. Mê quá. Em bán là 250 một chậu. Này, nhìn thế này. Khỏe không ạ? Anh chị em hỏi em là vậy thì có thể là ghép vào cây được không? Mà được, thoải mái nhá. Chúng ta trồng vào chậu cũng được và trồng vào cây cũng được. Khép nhỉ, giống như là này. Chúng ta để như này xong chúng ta cho một ít phân tan chậm vào nữa. Nó tưới hàng ngày này. Wow, nhiều không ạ? 250 mà được cái chậu như này thì quá là lãi lời luôn đây này. Ui, xinh quá. Trời thì thấy bảo dự báo thời tiết hôm nay trời mưa đấy. Và tiếp theo đây chính là phi điệp chớp Mỹ của gia đình em, hàng gieo hạt tỷ lệ giống mẹ từ 70-80%. Hàng cái bọn phi điệp này thì cả nhà muốn mua về chúng ta trồng ấy thì anh chị tưới tắm cho nó ít thôi nhá, tuần chúng ta tưới nó 2-3 lần là được. Đây mặt bông của chớp Mỹ này. Đó. Đây. Em bán với giá cây của nó dài khoảng từ 2-4 cm. Đó, cây nhỏ nhắn xinh xắn dễ thương, rất là khỏe ạ. Em bán 75.000 một cây nhá cả nhà nhá. Còn đây chính là phi điệp năm cánh trắng Phú Thọ. Đấy, cả nhà nhìn thấy không ạ? Cây nó rất là khỏe luôn. Xanh lét luôn đây này, nhìn thân nó xanh lét lẹt luôn. Có thân xanh, có thân xanh không sạch đấy. Nhưng cái điều đấy không quan trọng đúng không ạ? Quan trọng là cây rất là khỏe. Đó, phi điệp năm cánh trắng Phú Thọ em bán là 95.000 một cây. Cây nó dài khoảng từ 5-8 cm. Cây rất là khỏe khoắn, xinh xắn, dễ thương. Đó, số lượng em thì không có một nhiều đâu, chỉ có khoảng tầm 200 cây thôi. Đây chính là mặt bông của nó này.
Đó, hàng gieo hạt nhá. Đây, cây khoảng từ 1 thân tơ này. Xinh quá, cả xin. Đấy. 95.000 một cốc nhá. Và tiếp theo, đây ạ, à, đây chính là phi điệp tím lưỡi bệt. Đấy, lưỡi bệt của gia đình em nhá. Phi điệp tím lưỡi bệt mặt bông cũng rất là đẹp luôn đấy ạ. Đây là mặt bông của điệp tím lưỡi bệt này. Đấy, cây của nó rất là khỏe nhá, cái như cả nhà đang nhìn thấy nhá. Cây nó rất là khỏe, em thấy là trong tất cả các cây của gia đình em thấy cây là hơi khỏe đấy. Đấy, khỏe nhất đấy. Đó. Còn bên cạnh này đây chính là một chút phi điệp tím lá mít này. Trời mít quá cây nó này. Người ta gọi là phi điệp đồng xu đúng không ạ? Mít quá là mít luôn. Đấy, còn có mấy cây này em bán là 75.000 một cây hết, cho hết luôn. Đây nữa. Cho hết sạch cây luôn. Có mấy cây thôi đấy. Mít quá. 1 cm thôi, cây nó ngắn lắm. Đó. Và đây chính là một trong những cái dòng hoa cực kỳ được nhiều anh chị em yêu thích đúng không ạ? Đó chính là phi điệp tím Hòa Bình, thân của nó thân xanh rất là xinh. Đó. Nếu mà anh chị em nào mà chưa biết cái dòng hoa này thì có thể sưu tầm cho mình. Đó, cây của nó không dài lắm đâu. Nhỏ nhắn xinh xắn dễ thương, dài khoảng từ 1 đến 2 cm thôi, nhưng mà cái dòng hoa này em về bao nhiêu là em hết bấy nhiêu luôn. Em cũng không hiểu tại sao. Vì cái dòng hoa này được rất nhiều anh chị em yêu thích. Nếu mà anh chị em mà đi lên trên Zalo của em Thảo ấy thì có thể nhìn thấy là em hàng ngày em đăng lên ấy, rất nhiều anh chị em đặt hàng với em. Đây. Em bán 110.000 một cây. Xinh hoa. Thân xanh lét luôn đây này. Tiếp theo đây chính là Hoàng hậu Tây Nguyên, giả hạc Đắc Lây là một trong những cái dòng hoa được rất nhiều anh chị em cũng yêu thích và sưu tầm đúng không ạ? Giả hạc Đắc Lây, hoàng hậu của vùng Tây Nguyên. Rất nhiều anh chị em yêu thích và cùng nhau sưu tầm cái dòng hoa này. Em bán với giá là 75.000 một cốc giả hạc Tây Nguyên nhá, giả hạc Đắc Lây nhá. Đó, em đang cho cả nhà xem mặt bông mà đang tìm. Đây này, nhìn xinh không ạ? Bay như những là con bướm bay đúng không ạ? Rất xinh. 75.000 một cốc. Thân của nó tím này, các bạn nhìn thấy này. Dài khoảng từ 1 cho đến 3 cm. Và bên này đây là những cái cây đa châu của gia đình em nhá. Đa châu của em ở ngoài kia cũng có này. Mỗi cốc đa châu như này em bán 35.000 một cốc, rất nhiều màu sắc và cây rất là khỏe này. Đó, lát nữa em sẽ quay cho mọi người xem. Em tiện em quay di linh xuân nữa. Và đây là di linh xuân của gia đình em, mặt bông cũng rất là đẹp. Em cho cả nhà xem mặt bông của di linh xuân nhá. Mặt bông cũng rất là xinh và đáng yêu. Di linh xuân em bán 75.000 một cây này. Đây ạ. 75.000 một cây, cây mọi người nhìn thấy rất là khỏe đúng không ạ? Lá của nó cũng mít mít nữa, cũng rất là xinh. Lá của nó nhìn cũng bầu bầu, tròn tròn, rất đẹp. Easo của gia đình em này. Đó, cây rất là khỏe. Đây, ở bên này nhá, em chưa bóc bên này. Đây ở bên này này. Đó, cả nhà có nhìn thấy cây của nó rất là xinh đúng không ạ? Thân của nó tím tím, xanh xanh, rất là đẹp. Đó, đây. Đó. Em bán 75.000 một cây Easo. Và bên trên này đây chính là phi điệp mặt trăng tròn, hai dòng năm cánh trắng lai với nhau. Em bán 75.000 một cốc. Còn đây là mấy cốc để em lấy ra ngoài, vì ra ngoài nhà. Còn mấy cốc lúc này em quay đi thì ở bên trong bếp cơ. Còn đây là những cái cốc trầm của gia đình em này. Trầm 6 mắt này. Em thanh lý nhá, còn có hai cốc đẹp thôi. Thế còn cái cốc này chỉ để làm giống này. Cốc để làm giống này em thanh lý đi là 200 này. Đó, còn hai cốc này em bán là 400.000. 400.000 một cốc là hai cốc là 800. Đó. Và đây chính là phi điệp châu Như này. Phi điệp châu Như hàng F1 của gia đình em, mặt bông rất là đẹp và em bán là 75.000 một cây phi điệp châu Như nhá. Đó. 75.000 một cây châu Như. Em sẽ cho cả nhà xem mặt bông của châu Như rất là đẹp nhá. Châu Như. Đây chính là phi điệp châu Như này, hàng F1 của gia đình em này. Đựng vào trong cốc trắng như này, một cây nó dài khoảng tầm 2 cho đến 3 cm. Cây rất là khỏe khoắn, xinh xắn, dễ thương. Còn bên này là nụ tam bố này, nụ tam bố. Mặt bông cũng rất là đẹp. Em bán là 100.000 một cốc nụ tam bố. Đó, em sẽ cho cả nhà xem mặt bông của nụ tam bố nó sẽ đẹp như thế nào nhá. Đây này. Đó. Cốc nụ tam bố nó chỉ lớn hơn cốc năm cánh trắng Hòa Bình một chút thôi.
100.000 một cốc nhưng mà hàng thì rất là đẹp. Và cuối cùng đây là mắt đỏ Hòa Bình, phi điệp mắt đỏ Hòa Bình nhá. Đây cây của nó này. Mắt đỏ Hòa Bình em bán với giá là 75.000 một cốc mắt đỏ Hòa Bình. Cây dài cũng